Trong bất cứ giao dịch nào, mình xác định cái điểm lợi nhuận và điểm cắt lỗ luôn là hai yếu tố quan trọng nhất. Lợi nhuận lời bao nhiêu, rồi nếu thua lỗ thì mình sẽ thiệt hại bao nhiêu. Đó là hai cái yếu tố quan trọng nhất để mình giao dịch. Trên thực tế có khá là nhiều cái kịch bản được vẽ ra khi mà mình phân tích xu hướng hay phân tích thị trường. Những cái bản vẽ phân tích kỹ thuật nó thường vẽ giống như là biết trước tương lai vậy. Nó thường vẽ như thế này đó, thì những chuyên gia họ muốn nhận định thế nào đó là cái ý kiến chủ quan của họ đó. Mình nó chỉ có giá trị tham khảo thôi, còn thực tế khi mà mình đánh trên cái tài khoản tiền thiệt cá nhân của mình đó, thì mình phải quan tâm đến yếu tố là lời bao nhiêu rồi cắt lỗ bao nhiêu là hợp lý nhất. Đấy, do đó trong cái video clip ngắn này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách nào để mà mình xác định cái điểm chốt lời với cắt lỗ tiềm năng nhất. Đây, trong cái đoạn trong cái clip trước mà mình hướng dẫn về cái cách mà mình chơi theo kênh ngang á, thì mình có chỉ một cái đoạn đó là mình sẽ chọn những cái mức cản tiềm năng nhất để mà đặt, chứ không phải là lúc nào mình cũng kỳ vọng là giá nó sẽ chạy thuận lợi theo cái hướng là không phải lúc nào là mình cũng ăn dày được. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu lại một cái ví dụ mà mình đã phân tích trong cái kèo trước cho mọi người xem. Đây đây là cặp AUD. Rồi, AUD đây là cặp này. Đây, trong ví dụ trước là ở ngay cái thời điểm này đó, thì mình chỉ là cái mục tiêu lợi nhuận mà tiềm năng nhất á, là cái đỉnh ở trên này. Khi mà mình thực hiện cái lệnh mua vào thì mình sẽ test cái việc tại trên này đó. Đây chính là cái mục tiêu test cái việc tiềm năng nhất của mình. Rồi, thì thông thường á, câu hỏi đặt ra là mình sẽ chọn cái điểm test của việc bao nhiêu với điểm stop loss bao nhiêu là hợp lý nhất, thì câu trả lời đó chính là mình sẽ chọn cái điểm test của việc tại những cái cản gần nhất. Đây, cụ thể như sau, ví dụ như mình mua vô ở vị trí này đi, này mình ví dụ thôi nha, mình mua vô ở vị trí này à, thì cái vị trí cản gần nhất của mình á là vị trí này à. Mình trong cái khung thời gian mà lướt sóng ngắn á, mình nên chọn những cái tiềm năng nhất à, chứ mình không nên là chọn những cái mục tiêu mà nó quá xa vời như như cái kiểu này. Bình thường á, không có ai mà giữ lệnh thời gian dài như vậy đâu. Với lại chưa kể những cái rủi ro mà thị trường tới mà mình không lường trước được. Giống như mình trong cái kèo trước đi, mình chọn test profit ở đâu đó trên này nè. Test profit trên này. Rồi giá nó tăng mới tới đây, cái nó sụp một cái. Thành ra giờ mình đang bị treo lệnh, âm lệnh hoặc là cắt lệnh. Cái lệnh đó nó dính điểm stop loss rồi. Còn không thì giờ mình lại phải ngồi đợi mỗi ngọn cho nó leo lại cái vị trí cũ. Đó là cái tai hại khi mà mình chọn cái mục tiêu quá xa. Rồi thì cơ bản á, thì mục tiêu của mình sẽ được xác lập dựa trên những cái mức cản mà gần nhất và cái tỷ lệ của nó tiềm năng nhất. Tỷ lệ tiềm năng nhất á, là tỷ lệ 1:1. Ví dụ mọi người đánh theo kênh giá ngang đúng không? Lúc này trên thị trường này nó có khá là nhiều cái kênh giá ngang đó, tỷ lệ 1:1 nó như thế này. Nếu mình đánh theo kênh ngang đi đó, mình vô lệnh khi mà nó phá cái kênh giá ngang, nó phá kênh giá ngang tại đây đó, mình vô lệnh rồi thì cái mục tiêu kỳ vọng của mình đó là sẽ là những cái mức cản tiềm năng nhất. Rồi nếu mà mình mua đây, đây là vị trí mình mua
đó, vị trí của mình mua rồi thì những cái điểm mà mình chọn để mà chốt lời á, nên là cái vị trí gần nhất đó. Thì sau khi mà nó vượt quá cái kênh này thì nó sẽ có khuynh hướng là tiếp tục nó leo lên một mạch lên tới cái mục tiêu này, đó là cái điểm mà tiềm năng nhất của mình. Đó. Giờ mình sẽ qua những ví dụ khác nha. Rồi, như là cái con Euro USD này đi. Thì mình sẽ tìm những cái mức cản tiềm năng nhất nha. Tiềm năng nhất chưa hẳn là cái mức cản ở chỗ này. Tại tiềm năng có nghĩa là nó sẽ dễ đạt được nhất. Mình sẽ chọn, thay vì chọn những mức sàn thì mình chọn thấp thấp xuống gì đây. Đó. Rồi, mục tiêu của mình là nó sẽ tới cái giá này thôi. Đó, đó gọi là tiềm năng nhất. Còn cái cắt lỗ mà tiềm năng nhất á là khoảng 10 pip ở bên dưới cái này. Đó, đề phòng mà nó quét stop loss nó tăng chút nữa thì là cái mục tiêu mình đây. Đó. Tóm lại thì cái nguyên tắc để mà mình xác định được cái điểm chốt lời với điểm cắt lỗ tiềm năng nhất á, là mình nên dựa vô những cái cản gần nhất. Đó. Cản gần nhất đây, đó, ở đây đi. Tại vì có những cái trường hợp nó như thế này, mọi người quan sát kỹ nha. Đó. Dù mình mua ở đây rồi mình chọn cái mục tiêu mà nó sát quá, nó ngay chỗ này thì chỗ này nó chưa tới. Đó. Bởi vì lúc nào cái mức chốt lời của mình nên hạ xuống, hạ tiêu chuẩn xuống thấp thấp xuống một tí, những cái đỉnh mà gần gần vô cái mục tiêu mà mình thường thấy thôi. Đó. Như trong trường hợp này á thì mình không có đặt cái mục tiêu là nó phải chạm tới cái đường vàng, mục tiêu mình chạm tới đường xanh thôi vì cho an toàn. Nhiều khi nó chưa tới chạm tới đường vàng, nó tới đường xanh này là nó sụp đổ rồi, lúc đó là coi như chiến thuật mình bị thất bại. Bởi vì trong cái cuộc chiến này là mình không có nên kỳ vọng những cái mức lợi nhuận quá xa, mình chỉ chọn mức nào tiềm năng nhất thôi. Đó. Chọn cái mức tiềm năng nhất. Như ngay hiện tại đây là một cái mức hỗ trợ này đối với con vàng, hỗ trợ trong quá khứ. Mọi người có thể xem lại cái clip đây, một điểm đây, hai điểm đây, ba điểm đây, dùng hỗ trợ nha. Rồi, đó, đây chính là cái dùng hỗ trợ. Rồi, vậy thì khi mà mình giả sử như mình quyết định mua đi, thì cái điểm nào là cái điểm mà tiềm năng nhất? Đây. Điểm tiềm năng nhất á là mình phải chọn những cái giá mà gần nhất của mình. Đây, giả sử mình đợi nó giá nó lọt vô cái dùng hỗ trợ này đi, đó, rồi mình mua, thì mình sẽ kiếm những cái đỉnh nào gần nhất ở đây, đó, ngắn ngủn vậy thôi. Mình đánh thực tế trên tài khoản của mình thì mình sẽ chọn những cái điểm mà mình sẽ dễ chốt lời nhất. Đó. Thì đây mình thấy là cái mức cản quá khứ nè, đó, một bé ở đây. Đó, thì mình sẽ xác định là cái mục tiêu gần nhất của mình đó, cũng sẽ đi tới chỗ này một cái. Rồi, một điểm. Vậy đó. Mình tránh cái trường hợp là mình ăn một cây kèo này mình phải ăn đậm. Tránh cái trường hợp kiểu như vậy. Đó. Mình tránh cái trường hợp mà mình đặt cái mục tiêu lợi nhuận nó quá xa cái này nha. Đó. Rồi, chốt lại trong cái video clip này á, mọi người chỉ cần lưu ý một điều là mình chọn cái mục tiêu lợi nhuận á, nó tiềm năng nhất có nghĩa là nó sẽ dễ đạt được nhất. Không có nên đặt cái mục tiêu nó quá xa, tại vì cái thị trường này nó cũng không có ai mà, nếu mà xác định đánh trong ngày thì không có ai mà biết trước được là nó sẽ chạy cái khoảng cách là bao xa đâu. À, do đó nhiệm vụ của mình á là mình sẽ chọn những cái điểm dừng chân mà nó chắc ăn nhất,
nó mang lại cái tỷ lệ mà đạt được nó cao nhất, vậy là thành công rồi. Rồi, nhưng mà mọi người nhớ lưu ý là cái tỷ lệ lời lỗ tối thiểu là 1:1 nha. Nhưng mình chọn, nếu mà cái mục tiêu lợi nhuận của mình á mà nó thấp hơn cái điểm mà mình phải chịu cắt lỗ á, thì có thể mình bỏ qua kèo đó. Giống như mình chọn cái điểm tiềm năng mục tiêu lợi nhuận của mình là ngay tại vị trí này đi, x, vậy nó bị xéo ngay tại vị trí này đó. Nhưng mà cái mục tiêu mà mình cắt lỗ là nó phải dưới này rằng đây, cái khoảng cách mà mình ăn vô nó chút xíu mà khoảng cách mình cắt lỗ nó xa ngoằn ngoèo như thế này đó, thì kèo kiểu này á thì cái tỷ lệ lời lỗ á, mình nên bỏ qua. Mời mọi người xem thêm cái video clip về cái kỹ năng quản lý vốn cho mở lệnh ở bên dưới cái video clip này nhé. Rồi, sau cái clip ngắn này thì mọi người đã có thêm một cái kỹ năng, một cái bí quyết để mình chọn cái điểm chốt lời sao cho nó nằm trong cái tầm tay của mình nhất. Đó. Hãy nhớ áp dụng trên tài khoản demo trước khi tài khoản thật nhé. Hoặc là mình nghiên cứu lại cái chiến thuật mình đánh thiệt hiện tại làm sao để mình chốt lời cho nó tiềm năng nhất. Rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip. Nhớ subscribe kênh để tiếp tục nhận những cái video clip sớm nhất từ kênh nhé.